quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID-19 hiện nay trên kênh báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, dù chính phủ đã chủ trương bình thường mới cuộc sống hậu COVID, nhưng những ngày gần đây, tình hình COVID-19 trên khắp các tỉnh thành Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đứng trước số ca nhiễm SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu tăng trở lại, Việt Nam cần làm gì trong tình hình dịch mới? Thông tin chi tiết xin được gửi tới quý vị ngay sau đây. Đứng trước số ca nhiễm nCoV đang có dấu hiệu tăng trở lại, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn tới hệ thống y tế và tiếp cận sớm với F0 để tránh diễn biến nặng. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong một tuần qua, Việt Nam ta liên tục ghi nhận số ca nhiễm sau 24 giờ ở ngưỡng 9.000 đến 10.000, tăng cao so với khoảng thời gian hồi cuối tháng 10. Điều này thực tế đã được các chuyên gia lý giải trước đó khi các quy định về giãn cách phong tỏa được nới lỏng. Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, sống chung an toàn với SARS-CoV-2, các địa phương vẫn tiếp tục được yêu cầu cần đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và thường xuyên cập nhật cấp độ dịch. Bên cạnh đó, đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cũng mang lại nhiều bài học đối với hệ thống y tế. Theo các chuyên gia cho biết, F0 tăng có nguy cơ bùng phát dịch nhưng không nên quá lo lắng. Tại điểm nóng về dịch COVID-19, trong thời gian qua là thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc họp báo định kỳ của ban chỉ đạo mới đây, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế đã khẳng định với tình hình hiện nay, ở thành phố khi số F0 dao động ở mức 1.000 ca, không thể nói là có đợt dịch mới. Với Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đã yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường nhận thức trong tình hình mới. Dự báo ca bệnh COVID-19 sẽ tăng cao trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đáng sắp tới. Ông Phong cho biết thành phố đã giao cho Sở Y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản trong khi có 100.000 ca bệnh và đề nghị chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này. Bộ Y tế vừa qua cũng phải gửi công văn hỏa tốc tới các tỉnh thành phố đánh giá nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, thời điểm nào do lượng người dân di chuyển về địa phương từ vùng dịch sau nới lỏng giãn cách. Đáng chú ý, công văn này nhấn mạnh các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn, nhưng phải đảm bảo thống nhất, thông suốt trên toàn quốc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không cục bộ, các cứ, ban hành quy định vượt quá mức cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay vẫn khá phức tạp, song các địa phương vẫn đang kiểm soát được dịch. Ông cho rằng, khi mình nới lỏng các hoạt động cho phép đi lại, Việc tiếp xúc giữa người với người tăng lên, người lành tiếp xúc với người nhiễm, từ đó xuất hiện nhiều ca bệnh cũng như ổ dịch. Đồng ý với quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm Khuẩn Hà Nội đánh giá, số ca nhiễm trên cả nước hiện nay chỉ tương đương với thời gian cao điểm dịch vừa qua. Phó Giáo sư Hùng nói thêm, trong khi đó, nhiều người dân tại các tỉnh, thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đa số người nhiễm virus cũng diễn biến nhẹ, thậm chí không xuất hiện triệu chứng. Với căn cứ đó, chúng ta có thể không cần quá lo lắng và cần tiếp tục tập trung thực hiện những biện pháp phòng chống dịch đang làm. Dù các tỉnh thành ở Việt Nam hầu hết đã phủ sóng tiêm vaccine rộng rãi, nhưng chúng ta cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào vaccine. Mặc dù số F0 tăng lên là điều có thể lý giải, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu vẫn nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ ca nhiễm trên mỗi 100.000 dân một tuần như nghị quyết 128 của chính phủ đã đề cập ngoài ra nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho rằng việc quan trọng cần làm là tính toán số ca nhiễm hiện nay có tỷ lệ tiêm chủng như thế nào ngành y tế cần đối chiếu giữa số ca mắc và trường hợp diễn biến nặng tử vong tỷ lệ người đã hay chưa tiêm chủng để đưa ra phương án đáp ứng phù hợp phó giáo sư phu chia sẻ rằng nếu địa phương có số ca mắc cao nhưng tỷ lệ tiêm chủng cao lượng bệnh nhân diễn biến nặng thấp chúng ta có thể không cần quá lo ngại Ngược lại, những địa phương có mức độ bao phủ vaccine thấp sẽ đáng lo hơn. Chúng ta phải có phân tích tỷ lệ tiêm chủng, số ca mắc, người diễn biến nặng, trường hợp tử vong, chứ không nên chỉ nhìn vào số F0 tăng nhiều hay ít. Ông Phu nói thêm, các tỉnh nên coi các nước châu Âu là một bài học khi chỉ trông chờ vào vaccine mà không áp dụng các biện pháp an toàn hay dự phòng cá nhân khiến nguy cơ bùng dịch tăng cao các địa phương cần có phương án lao động, hoạt động ở các cơ sở xí nghiệp, các khu chợ dân cư và bệnh viện an toàn, chứ không thể chỉ dựa vào vaccine và thả lỏng được. Phó giáo sư Nguyễn Việt Hùng cũng đồng ý rằng, hiện nay cần tập trung cho những người có nguy cơ cao diễn biến nặng, tử vong, sớm được tiêm đủ hai liều vaccine. Tuy nhiên, Bên cạnh vaccine, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, đợt dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cũng đã phơi bày một số vấn đề trong hệ thống y tế cần sớm cải thiện. Thứ nhất, ông Hùng cho rằng vai trò của y tế cơ sở tại Việt Nam hiện nay còn chưa tốt, từ đó dẫn đến khả năng chăm sóc ban đầu cho người bệnh không hiệu quả. Cùng với lý do này, Nghị quyết 128 vừa qua đã yêu cầu các tỉnh thành phố chuẩn bị sẵn trạm y tế lưu động, đặc biệt là vấn đề sẵn sàng oxy tại y tế cơ sở. Thứ hai, ngành y tế Việt Nam cần xem lại hệ thống vận chuyển, hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận việc điều trị chuyên sâu khi có diễn biến nặng. Phó giáo sư Hùng chia sẻ, bài học ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhiều bệnh nhân diễn biến nặng nhưng dịch vụ chăm sóc ban đầu thiếu oxy, việc chuyển F0 này lên cơ sở điều trị chuyên sâu lại muộn, từ đó nhiều người bệnh đến nơi nhưng không thể chữa được vì đã quá muộn. Thứ ba, bên cạnh việc thống kê số giường hồi sức lượng máy thở, các cơ sở y tế cũng cần đánh giá lại có bao nhiêu nhân viên y tế sử dụng thành thạo và đáp ứng được các kỹ thuật về điều trị chuyên sâu. Vì chuyên gia đặt vấn đề, chúng ta đang thiếu bao nhiêu, cần bao nhiêu và hỗ trợ như thế nào về nhân lực để cải thiện lỗ hổng trong điều trị. Nếu thiếu nhân lực, các cơ sở này có kế hoạch tập huấn đào tạo như thế nào, bao lâu sau thì có thể đáp ứng. Đó là những phương án cụ thể trong tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng cần được đưa ra. Bên cạnh điều trị, Phó giáo sư Hùng cũng cho rằng các tỉnh thành phố chưa triển khai cách ly F1, điều trị F0 diễn biến nhẹ tại nhà, cần nhanh chóng vận hành hệ thống này, đảm bảo hoạt động trơn tru trong tình huống dịch bùng phát. Nếu như để dịch bệnh lan rộng mới bắt đầu thí điểm thì hệ thống y tế Việt Nam và chính phủ chắc chắn sẽ không đáp ứng kịp. Sắp đến mùa đông xuân, Bộ Y tế cũng lo ngại dịch chồng dịch vì khí hậu mùa đông xuân cũng rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa. Vì thế, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn, nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa đông xuân, không để dịch chồng dịch, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, theo đó cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, chú trọng chuyển đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực gì biến động về dân cư có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao bên cạnh đó tiếp tục thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như giám sát phát hiện sớm xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời điều trị hiệu quả gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vaccine cho người dân, nâng cao năng lực hệ thống y tế, chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động, thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện. Bộ cũng lưu ý các địa phương khi khai báo lấy mã số bệnh nhân cần cung cấp đầy đủ thông tin bệnh nhân, bao gồm tiền sử tiêm phòng vaccine phòng covid-19, tiêm một mũi, 2 mũi hay chưa tiêm. Các đơn vị phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh nhập lậu không rõ nguồn gốc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sở tài chính kịp thời bổ sung kinh phí theo đề xuất của sở y tế và các đơn vị liên quan để đảm bảo nhu cầu đáp ứng phòng chống dịch bệnh sẵn sàng nhân lực phương tiện vật tư hóa chất cơ số thuốc trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh Thưa quý vị, có thể nói, tình hình dịch bệnh diễn biến như thế nào trong tương lai là một câu hỏi khó mà các chuyên gia y tế cũng không thể có câu trả lời chắc chắn. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải tự bảo vệ bản thân trước COVID-19 bằng cách tuân thủ 5K và khai báo y tế. Nếu có biểu hiện nhiễm COVID-19, phải chủ động liên hệ trung tâm y tế gần nhất và theo dõi cách ly tại nhà. tết nguyên đán đang cận kỳ, người dân cũng không nên vì thế mà lơ là trước dịch bệnh. Chúng ta phải nhận thức được trách nhiệm phòng chống dịch bệnh của bản thân trước cộng đồng xã hội những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại